tình Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi suốt đời tuôn đổ dạt dào, một tình yêu vô biên, một tình vô biên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa Cha Chính Sứ Giáo Sứ Phú Thọ Hòa, kính thưa Cha Hạt Trưởng Giáo Hạt Tân Sơn Nhì, Cha Nguyên Hạt Trưởng Giáo Hạt Tân Sơn Nhì, quý Cha Cố, khách riêng quý Cha trong Giáo Hạt Tân Sơn Nhì và quý Cha Đồng Tế, quý Sơn, quý Thầy, quý vị trong Hội đồng Giáo sứ Phú Thọ Hòa cùng với các đoàn thể, ban ngành, đoàn thể, quý ông, anh chị em. Người ta nói sống kể ngày, chết kể năm. Hôm nay là lễ giỗ một năm Cha Cố Gioan Baptista Đinh Hữu Dông, nguyên Chính Sứ Phú Thọ Hòa, nguyên Chính Sứ Châu Hiệp Cầu Sáng. Đáng lẽ ra thì Cha Hạt Trưởng Tân Sơn Nhì là Cha Phạm Trung Dông phải chủ tế hôm nay, bởi vì hai ngài trùng tên với nhau, cũng cùng là con cháu ông A Dông. Nhưng vì có lẽ Chúa Thánh Thần soi sáng cho tôi được chủ tế, vì tôi cũng có mối liên hệ với Cha Cố Gioan Baptista Đinh Hữu Dông. Xin phép dành một phút để cho tôi nhìn lại cái ký ức. Bởi vì ngày xưa thì tôi ở Giáo xứ Hòa Phát Cầu Sáng, còn Cha Cố Baptista Đinh Hữu Dông là phó xứ của Cha Ruệ thuộc Giáo xứ Châu Hiệp, và tôi cùng với các bạn cùng học trường Tuấn Đức của Giáo xứ Châu Hiệp. Mãi thập niên 60 thì cha già cố của tôi thì về chỗ cha Dông tên lửa, còn cha cố Hữu Dông thì về lập xứ Phú Thọ Hòa. Nhưng chúng tôi có cái liên hệ bởi vì tôi học trường Tuấn Đức, còn các cha sau đây là giáo dân, là học trò của cha cố Đinh Hữu Dông. Trước hết có cha Trịnh Văn Thậm ở đây, rồi có cha Phạm Kim Điệp dòng chữ Cũ Thế, cha Nguyễn Văn Hồng là chính xứ Tân Hưng, rồi có cha Khâm thuộc giáo phận Mỹ Tho, không biết còn cha nào nữa không. Đó là những cái cha liên hệ ở Châu Hiệp. Vì trong cái tình nghĩa đó thì tự là tôi
nhận lời để chủ lễ hôm nay. Thưa quý cộng đoàn, hôm nay chúng ta cử hành lễ dỗ đầu vào ngay những ngày đầu của mùa phục sinh. Hôm nay là thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Mong rằng là chúng ta cầu Chúa để cho cha cố Josita Đinh Hữu Dòng với các cái đầy công nghiệp phục vụ, đặc biệt giáo xứ Phú Thọ đây, được Chúa cho sống lại trong vinh quang. Và chúng ta ghi nhớ cái ngày hôm nay, vâng, ngày 21 tháng 4 năm 2016, nay là 21 tháng 4 năm 2017, đặc biệt cho cha cố Josita, xin tặng ngài phù hộ cho cha chính xứ cũng như hội đồng giáo xứ và tất cả anh chị em giáo dân Phú Thọ Hòa thân yêu. Giờ đây, trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận, ăn năn, sám hối mọi tội, xin Chúa thứ tha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã cho loài người lại được phúc giao hòa với Chúa. Xin cho cả cuộc đời chúng con nói lên chính mầu nhiệm mà chúng con cử hành với tất cả niềm tin. Chúng con cầu xin Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài chức sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, đang lúc Phêrô và Gioan giảng cho dân chúng sau khi chữa lành người què, thì các tư tế, vị lãnh đạo binh cai đền thờ và các người thuộc nhóm Sa đốc áp tới, bực tức vì các ngài giảng dạy dân chúng và công bố việc Đức Giêsu từ cõi chết sống lại. Họ ra tay bắt các ngài và đem tống giam vào ngục cho đến hôm sau, vì lúc đó đã chiều tối rồi. Nhưng trong số những kẻ nghe giảng có nhiều người tin, và nguyên số đàn đông cũng đã tới 5.000 người. Đến hôm sau, các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ ở Jerusalem, có cả Anna thượng tế, Caipha, Gioan, Alexandre và tất cả những người thuộc dòng tư tế nhóm họp. Họ cho điều hai ngài ra giữa mà chất vấn rằng: các ông lấy quyền hành và danh nghĩa nào mà làm điều đó? Lúc bấy giờ Phêrô được đầy Thánh Thần đã nói: thưa chư vị thủ lãnh toàn dân và kỳ lão, xin hãy nghe. Nhân vì hôm nay chúng tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đã làm cho mọi người tàn tật, về cách thức mà con người đó đã được chữa khỏi. Xin chư vị tất cả và toàn dân Israel biết cho rằng, chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô Nazareth, Chúa chúng tôi, người mà chư vị đã đóng đinh và Thiên Chúa đã cho từ cõi chết sống lại, chính nhờ danh người mà anh này được lành mạnh như chư vị thấy đấy. Chính người là viên đá đã bị chư vị là thợ xây loại bỏ, đã trở thành viên đá góc tường, và ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác. Bởi chưng không một danh nào khác ở dưới gầm trời đã được ban tặng cho loài người, để nhờ vào danh đó mà chúng ta được cứu độ. Đó là lời Chúa. Thank you.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Đức Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Didimo, Nathanael quê ở Cana xứ Galilea, các con ông Zebedê và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: tôi đi đánh cá đây. Các ông kia nói rằng: chúng tôi cùng đi với ông. Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Đức Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Đức Giêsu. Người liền hỏi: này các con, có gì ăn không? Họ đồng thanh đáp: thưa không. Đức Giêsu bảo: hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Đức Giêsu yêu liền nói với Phêrô: chính Chúa đó. Simon Phêrô nghe nói là Chúa liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: các con hãy mang cá mới bắt được lại đây. Simon Phêrô xuống thuyền, kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: các con hãy lại ăn. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ, người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Đức Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa. Kính thưa cha quản hạt Phú Thọ, cũng là trưởng ban mục vụ của Tổng giáo phận Sài Gòn, kính thưa cha sở Phú Thọ Hòa, quý cha cố, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn, hôm nay với lòng biết ơn, chúng ta tụ họp nhau đây để cử hành lễ giỗ một năm cho cha cố Gioan Bautista Đinh Hữu Dòng. Và một sự trùng hợp rất đẹp là ngày hôm nay, ngày giỗ một năm cho cha cố, chúng ta cử hành vào ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Với bài tin mừng hôm nay, chúng ta thử tìm hiểu xem cuộc đời của cha cố Gioan Bautista trong ơn gọi làm môn đệ của Chúa với bài tin mừng hôm nay. Nếu chúng ta đọc tin mừng, chúng ta thấy có hai biến cố liên hệ đến ơn gọi và sứ mệnh của các môn đệ, của các tông đồ, đều liên hệ với hai mẻ cá lạ. Khi các môn đệ đầu tiên gặp Đức Giêsu, công cũng thức trắng cả đêm, chẳng được con cá nào. Và Đức Giêsu bảo các ông: hãy giương buồm ra khơi, thả lưới bắt cá. Công đã vâng lệnh Đức Giêsu thả lưới, và một mẻ cá lạ đã xuất hiện. Ngỡ ngàng trước mẻ cá lạ, Phêrô đã thưa với thầy của mình: lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ có tội.
Nhưng Đức Giêsu đâu có bỏ Phêrô, Đức Giêsu đâu tránh xa Phêrô, dù ông nhận ông là kẻ có tội. Và thực chất trong đời của Phêrô cũng có nhiều lần sa ngã, có lúc đã trở thành viên đá cản đường, có lúc chối thầy. Dù vậy, thầy vẫn không bỏ trò, thầy vẫn trung thành với trò dù trò sa ngã. Và Ngài đã từ từ gặp gỡ các ông, huấn luyện các ông và sai đi, đi trước để dọn đường cho Ngài. Và Ngài cũng trao cho các ông sứ mạng làm chứng cho Ngài. Ngày hôm nay khi gặp lại Thầy cũng ở trong một hoàn cảnh vất vả cả đêm không được con cá nào. Nhưng Thầy bảo hãy thả lưới bên phải thuyền. Công vâng lệnh và lại một lần nữa mẻ cá lạ đã xuất hiện. Mẻ cá lạ đã xuất hiện. Công không thể tưởng tượng ra Thầy đã hào phóng cho công một mẻ cá lạ như vậy. Và chỉ con tim của Gioan nhận ra Thầy đang đứng ở trên bờ biển nói với Phêrô chính Chúa đó. Và Phêrô đã nhảy xuống biển để đi vào gặp Thầy. Các môn đệ gặp Thầy hôm nay nó đẹp hơn lần gặp lần trước. Lần gặp hôm nay vào một buổi sáng khi mặt trời mới mọc, gió thổi nhẹ nhẹ trên bãi biển. Và nhất là cái bụng cồn cào đói của ông sau một đêm vất vả thì ngửi thấy mùi cá nướng, ngửi thấy mùi bánh nướng. Ở trên than hồng là cá, là bánh. Thầy của các ông đã yêu thương các ông, đã trở thành người phục vụ các ông. Thầy của các ông đã nhìn ra cái đói của các ông, trao cho các ông cá bánh và cá. Thầy của các ông đã trở thành người đầu bếp để giúp cho các ông thỏa mãn cơn đói sau một đêm vất vả. Phải, buổi sáng hôm nay theo cái nhìn của Gioan thật đẹp, trong một bối cảnh thật đẹp ở bên bờ hồ Tiberia, khi mà tất cả mọi chuyện có vẻ như rất đẹp, thì Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra như một người phục vụ đã dọn bữa sáng cho các ông. Kính thưa cộng đoàn, Chúa phục sinh là như vậy đó. Không phải là một Thiên Chúa xa cách, không phải là một Thiên Chúa loại trừ. Chúa yêu các môn đệ của Ngài, dù các môn đệ của Ngài yếu đuối, dù các môn đệ của Ngài phạm tội với Ngài. Nhưng Chúa không hề xét đến tội của các ông, không hề xét đến quá khứ của các ông. Ngài đã trở thành người thân yêu, người phục vụ, người dọn bữa sáng cho các ông, để minh chứng Thầy đã sống lại. Sống lại bằng xương, bằng thịt, Thầy luôn đồng hành với các ông, luôn ở bên cạnh các ông, luôn bình đỡ các ông. Chúng ta trở về với cha cố Gioan Bautista. Cuộc đời của cha cố Gioan Bautista theo tôi rất đơn giản. Đơn giản như chính con người của Ngài, hiền lành, khiêm tốn. Ngài đã trở thành cha giải tội của các cha trong hạt Tân Sơn Nhì. Và Ngài trung thành với hạt Tân Sơn Nhì từ ngày có giáo hạt cho đến khi Ngài qua đời. Và cha cố đã được Chúa chọn gọi trong một hoàn cảnh cũng khá đặc biệt. Đời Ngài làm linh mục chỉ phục vụ có hai nơi thôi, ở Cầu Sáng và ở Phú Thọ Hòa. Ở Cầu Sáng cũng có thể nói là Chúa đã chọn gọi Ngài làm tông đồ, nhưng hoàn cảnh Ngài đã đi lên đây đưa dân về đây ở Phú Thọ Hòa này.
Cái mẻ cá lạ chúng ta có thể nhìn thấy ở Phú Thọ Hòa này, đó chính là khởi đầu chỉ có hơn 100 gia đình, nhưng bây giờ đã trở thành một giáo xứ lớn ở trong giáo hạt cũng như trong giáo phận. Và chúng tôi thấy giáo xứ Phú Thọ Hòa này thay đổi và phát triển đến độ chóng mặt. Phải nhận là chóng mặt thật. Khi vừa đến thấy cái nhà đang xây đây, tôi chóng mặt thật. Mà khi thấy cái giáo xứ Phú Thọ Hòa phát triển như vậy đó, thì chúng ta không thể quên cái người đã đặt móng cho xứ Phú Thọ Hòa này. Và các cha kế tiếp đã tài tình lèo lái để phát triển giáo xứ này thành một giáo xứ năng động, rất tốt, phát triển về mọi mặt. Chưa hết, Chúa còn ban cho cha cố một mẻ cá lạ. Đó chính là điểm truyền giáo mà Ngài đã lập. Đó là điểm truyền giáo hay giáo họ Giuse, bây giờ là giáo xứ Thiên Ân. Chính Ngài đã lập cái điểm truyền giáo đó. Bắt đầu chỉ có 3 gia đình thôi. Và nếu tôi không lầm, có một ông ở đây lớn tuổi lắm rồi đã cộng tác với Ngài. Và ngày hôm nay trở thành một xứ rất lớn, đầy sức sống, mà cha phó quản hạt với 2 cha phó đang là người phục vụ, đang là người chăn dắt giáo xứ Sầm Uất này. Như vậy, Chúa đã gửi đến cho cha cố John Bautista 2 mẻ cá lạ. Và ngày hôm nay, trong cái ngày thứ 6 của tuần Bát Nhật Phục Sinh, chúng ta cùng với các môn đệ của Đức Giêsu đứng ở trên biển hồ Tiberia ngắm nhìn cảnh đẹp, thưởng thức những quà tặng mà chính Chúa Giêsu đã trao ban. Và tôi nghĩ đứng ở bên biển hồ Tiberia hôm nay cũng có cha cố John Bautista. Với những công lao của Ngài, lòng đạo đức của Ngài, sự nhiệt thành của Ngài, sự hiền hậu của Ngài, thì Chúa đã cho Ngài những mẻ cá lạ. Và ngay trong buổi sáng của ngày thứ 6 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, Chúa đang đãi Ngài một bữa sáng đầy thân thương, đầy yêu thương. Phải với niềm tin của chúng ta, bằng giờ năm ngoái thì chúng ta mặc áo tím để từ biệt Ngài, cầu nguyện cho Ngài. Nhưng ngày hôm nay sau một năm thì với điệu hát Hallelujah, với kinh vinh danh, với màu áo trắng, với cảnh sắc của tuần Bát Nhật Phục Sinh, chúng ta dỗ một năm. Và chúng ta cũng nghĩ rằng đây chính là phần thưởng mà Chúa gửi đến cho cha cố John Bautista. Chúa đang đãi Ngài một bữa tiệc, một bữa sáng tuyệt vời ở trên nước trời với Đấng Phục Sinh. Dầu sao cũng là con người, có thể cha cố còn vướng mắc gì đó. Chúng ta là những người thụ ơn. Chúng ta cầu nguyện cho cha cố trong thánh lễ hôm nay. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cha cố mỗi ngày trong kinh nguyện của gia đình, của giáo xứ. Đồng thời, chúng ta cầu nguyện nếu cha cố còn vướng mắc gì, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm để Ngài trọn vẹn hưởng niềm vui phục sinh với Đấng Phục Sinh mà chúng ta đang cử hành trong tuần Bát Nhật của Đại lễ Phục Sinh. Amen. Thank you.
chúc tụng Thiên Chúa đến một lần. Anh chị em hãy cầu nguyện hy lễ của chúng tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa nhân hậu từ bi, xin thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu chúng con hằng mong ước, là thức tỉnh chúng con đang mải mê thế sự, biết vươn lên tìm kiếm những phúc lộc nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian, đã chết để hủy diệt nơi sự chết nơi chúng con, và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. Lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin cho đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Phaolô, Đức Hồng y Giovanni Sita, Đức Cha phụ tá Giuse chúng con,
và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là cha cố Gioan Bautista Đinh Hữu Dọc. Hôm nay chúng con nhớ tới Ngài một năm. Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin khoan một lời thì linh hồn con sẽ lành. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng con. Chúa đã muốn cho con một Chúa chịu khổ hình để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang phục sinh của Người, Người hằng sống và hiện trì muôn đời. Trước hết con thay mặt cho giáo xứ xin cảm ơn cha quản hạt Phú Thọ và cha sở Hòa Hưng đã vui lòng chủ tế thánh lễ hôm nay. Con xin cảm ơn cha quản hạt Tân Sơn Ninh, cha sở giáo xứ Thánh Phaolô đã nhận lời mời cũng như chia sẻ trong thánh lễ hôm nay. Con xin cảm ơn các cha trước đây đã làm việc với cha già, dù tuổi đã cao, hôm nay cũng đã hiện diện để cùng chúng con cầu nguyện cho cha cố Gioan Battista. Con xin cảm ơn tất cả quý cha trong giáo hạt, cũng như cha thuộc dòng khổ tu đã nhận lời mời của chúng con mà đến hiệp dương thánh lễ cầu nguyện cho cha cố. Chúng con xin cảm ơn quý dì các dòng, đặc biệt là quý dì trước đây đã cộng tác với cha già, dù cũng lớn tuổi nhưng mà quý dì cũng sẵn sàng đến để rồi cầu nguyện cho cha cố chúng con. Xin cảm ơn tất cả anh chị em trong giáo xứ, đặc biệt là họ hàng của cha cố hiện diện trong thánh lễ này. Chúng ta tưởng nhớ cha cố được Chúa gọi về một năm. Như trong bài chia sẻ, chúng ta thấy là con người chúng ta dù sao, dù có sống hiền lành, có những khiêm nhược bao nhiêu, thì cũng nhiều lúc vẫn có những thiếu sót. Xin tiếp tục cầu nguyện cho cha cố chúng con. Và sau hết, sau thánh lễ, xin mời các cha quản hạt, quý cha, quý dì, quý cộng đoàn, chúng ta vào hội trường chia sẻ bữa tiệc gia đình của chúng con. Xin cảm ơn. Thưa cộng đoàn, con phải cảm ơn cha sở cũng như cộng đoàn Phú Thọ cho con cái cơ hội để dâng lễ và chủ lễ hôm nay để gợi nhớ cái kỷ niệm. Con xin phép nói lôi thôi một chút thôi, là nhớ lại cái mối tình đầu của cha cố Gioan Battista Đinh Hữu Rong tại giáo xứ Châu Hiệp Cầu Sáng, mà ngày nay thì không còn chút hình tượng nào. Bởi vì từ năm 55 đến năm 60 phát triển rất là mạnh phía bên Bùi Chu thì là Châu Hiệp, phía bên Phát Diệm thì có Phát Hòa, Ninh Phát hiện là vẫn còn, rồi Ninh Sơn vân vân. Và con phải cảm ơn cha cố con xin ta rất nhiều, và đặc biệt là cảm ơn quý dì dòng Mân Côi đã hướng dẫn chúng con. Chỉ vòng là 6 năm thôi mà chúng con đã có 6 linh mục xuất thân từ mái ấm, từ trường Tuấn Đức. Riêng con thì với cha Đinh Hoàn Năng cùng lớp với nhau, rồi có chị Phạm Thị The, nay là bà cố của cha Vũ Đức Liêm, hiện tại đang phục của giáo xứ Hoàng Mai, mà ông cố là Vũ Luận, hiện nay là giáo xứ Nam Hòa. Thì chúng con nhắc nhớ để thấy rằng là công lao của cha cố và quý dì sau lưng chúng tôi. Cảm ơn quý rất nhiều, nhất là nhớ đến dì Liên, dì Hiến và đặc biệt là dì Đoan. Xin có đôi lời để chia sẻ, để nhắc nhớ lại chuyện cũ để mà tạ ơn Chúa. Xin mời đứng lên để đánh phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin phúc lành của Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.